Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện Y khoa. Một chương trình vẫn thường xuyên được bảo trợ bởi Orancos Memorial Hospital. Và thưa quý vị, như Hương Thơ giới thiệu phần đầu là phần này Hương Thơ sẽ nói chuyện với hai vị khách. Đó là anh Tâm Nguyễn, là Nguyễn Thành Tâm, là một doanh nhân trẻ gốc Việt thành đạt thuộc thế hệ thứ hai mà Hương Thơ có phỏng vấn trong chương trình Chuyện Người Chuyện Ta. Anh từng giữ chức Chủ tịch Phòng Thương mại Việt-Mỹ, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Chủ nhân Trường Thẩm Mỹ Advanced Beauty College tại thành phố Garden Grove và Laguna Hill. Cũng như Hương Thơ sẽ nói chuyện với bác sĩ Quách Nhất Trí, một khuôn mặt rất là quen thuộc trong chương trình Câu chuyện Y khoa, đến với chúng ta thường xuyên. Ông chuyên về sản phụ khoa. Và anh Tâm Nguyễn cũng như bác sĩ Thomas Quách Nhất Trí là hai trong 10 thành viên của ban tổ chức về buổi tiệc gây quỹ để bành trướng khu cấp cứu tại Bệnh viện Orancos Memorial sẽ được diễn ra vào ngày 16 tháng 5 sắp tới đây tại Waterfront Beach Resort ở Huntington Beach. Mến chào anh Tâm và cũng như bác sĩ Quách Nhất Trí ạ. Vâng, câu hỏi đầu tiên Hương Thơ muốn hỏi anh Tâm Nguyễn là một người sống trong cộng đồng và cũng là một chủ nhân, là một người chủ kinh doanh trong cộng đồng chúng ta, thì cái khu cấp cứu mới có ý nghĩa gì đối với anh? Thưa chị Hương Thơ, đối với Tâm, cái cấp cứu mới sẽ rất là nhiều, cái rất là quan trọng đối với Tâm, không chỉ là cá nhân mà cả gia đình và cộng đồng. Chính Tâm là cũng đang sống gần bệnh viện, ba cháu con của nhà Tâm là ba đứa con đều sinh ở đó, bố mẹ cũng đều sống ở ngay sát bên bệnh viện, thành ra tới ba thế hệ là coi như là anh em xung quanh bệnh viện, thành ra cái phòng cấp cứu rất quan trọng. Hơn nữa là về Trường Thẩm Mỹ Advanced Beauty College, rất là nhiều nhân viên trong đoàn thể làm việc ở đó, cũng như là các anh chị mà đã học ở trường thẩm mỹ đều sống chung quanh bệnh viện, thành ra có một cái phòng cấp cứu mà hiện đại và phát triển đúng theo cái nhu cầu cộng đồng và gia đình, mình thấy rất là may mắn và mong muốn. Vì mình đâu có biết được một ngày nào đó mình phải cần chạy tới khu cấp cứu, và nhất là cái vấn đề tim mạch nữa. Từng giây từng phút là rất là quan trọng. Chính Tâm mặc dầu trẻ 41 tuổi mà cũng đã bị trải qua phải sử dụng cái phòng cấp cứu. Chính hồi đó có bị nhức đầu, mà đến nỗi mà nhức đầu không chịu nổi được, thành ra Tâm cũng thấy quá nguy hiểm và đã sử dụng phòng cấp cứu và thấy rất là may mắn đã trải qua Cảm ơn anh Tâm rất nhiều. Và thưa bác sĩ Quách Nhất Trí, là một bác sĩ mà việc nới rộng khu cấp cứu tại bệnh viện thì có ý nghĩa gì đối với bác sĩ cũng như là các bệnh nhân của bác sĩ ạ? Đối với tôi thì quan trọng nhất là bệnh nhân. Nên như vậy, một bệnh viện gần khu trung tâm mà có những cái phương tiện, những cái dụng cụ y tá, như một cái nhà thương mà sẽ cất thêm những cái hệ thống mà để cho giúp cho trường hợp mà khẩn cấp, giống như trong chuyên môn của tôi là sản phụ khoa, nên vấn đề mà bị khẩn cấp về làm băng hay là bị thai ngoài tử cung hay là những cái dịch vụ đó mà bệnh viện Orange Coast có đủ dụng cụ, để có đủ phương tiện để cho giúp. Mà nếu mà bây giờ mà có thể mở thêm ra thì tất nhiên là cái thời gian chờ đợi, những cái thời gian rất là quan trọng trong trường hợp mà nếu mà bị làm băng hay chảy máu, thì nếu mà chúng ta có thể giúp để cho làm ngắn đi lại cái thời gian chờ đợi đó thì bệnh nhân có thể được khám sớm, rồi cái sau chẩn bệnh thì là có thể vào phòng mổ nếu mà cần, thì trong cái thời gian đó rất là quý báu để cho cứu mạng cho bệnh nhân. Nên như vậy đó là một cái niềm vui nếu mà chúng ta có thể được thực hiện được một cái nơi mà để có đủ phương tiện để điều kiện để cho giúp đỡ cho cộng đồng ở vùng Fountain Valley và những cái vùng xung quanh đó, và chúng ta có giúp cho những vị bác sĩ như chúng tôi có cơ hội để cho phục vụ cộng đồng một cái cách mà chu đáo hơn. Vâng, vậy như thế này là mình có thể nói là không gian, thời gian, không gian ảnh hưởng đến thời gian và thời gian ảnh hưởng đến việc chữa trị gọi là có hiệu quả, phải không ạ? Nếu không gian nó rộng hơn thì thời gian nó chờ đợi ngắn hơn và chữa trị lại có kết quả tốt hơn. Thưa quý vị, anh Tâm Nguyễn cũng là được bầu chọn chúng tôi vì cái
cá tính hăng say, nồng nhiệt, đóng góp, tham gia cho các vấn đề cộng đồng. Thì anh cũng đã được bầu chọn làm đồng chủ tịch với phu nhân của bác sĩ Quách Như Chí là Jenny Quách trong để tổ chức cho chúng tôi, trong ban tổ chức để tổ chức cái buổi gây quỹ Lotus Spring Celebration. Thì xin anh Tâm có thể nói thêm chi tiết về cái ngày sắp tới 16 tháng 5 này đúng không ạ? Dạ, trước hết là đúng là một cái vinh dự rất lớn cho Tâm để làm đồng chủ tịch chung với chị Jenny Quách. Với phải nói là các bậc anh chị mà đã đáng để học hỏi, thành ra Tâm có một cái cơ hội để tiếp xúc hàng tháng để làm việc với các anh chị. Hơn nữa thì không chỉ là mình làm việc có một cái mục đích rất là rõ ràng và rất là quý báo để khi trong cái làm việc của cái nhóm này, mà phải nói là rất là vui khi cái ngày sắp đến, ngày 16 tháng 5 gây quỹ sắp đến, thì ngoài cái gây quỹ của mình có nhiều cái phần phải nói là rất là thú vị và vui, cũng như là các ca hát, nhảy đầm. Bác sĩ thích nhạc new wave. Đúng rồi, chính có nhiều nhạc. Thành ra ngoài ra nữa mình sẽ có fashion show. Thành ra phải nói là một ngày sẽ rất là thú vị, không chỉ là làm một cái gì có ý nghĩa cho cộng đồng chúng ta mà một ngày rất là vui, vâng. Và được cơ hội để tiếp chuyện với rất là nhiều người mà Tâm cũng muốn cơ hội để gặp gỡ thường xuyên hơn. Và chúng tôi sẽ làm như một cái đêm giống như Oscar night. Yeah. Còn red carpet. Chính cái chương trình, cái program Tâm thấy rất là vui, và cái đó là cái sự đóng góp của tất cả anh chị trong ban tổ chức, không chỉ các cái auction items mà cái chương trình ca hát. Thành ra cũng may là tất cả nhiều anh chị trong ban tổ chức rất là quen biết rất là nhiều. Thành ra cũng được cái sự nhiệt tình đóng góp không chỉ của anh chị mà nhiều người mà đã muốn đóng góp cho chương trình. Và chương trình đấu giá sẽ gồm những cái quà rất là đặc biệt. Yeah. Và có giá trị. Yeah. Nói đến mà cái biểu tượng của hoa sen với bác sĩ Quách, thì bác sĩ có cảm nghĩ gì khi mà chúng tôi lựa ra cái Lotus as a symbol? Yeah. Cái hoa sen là cái biểu tượng cho cái sự mà tình yêu, cũng sự là từ bi. Với lại đây là một cái hoa sen, là cái loại cái hoa mà nó từ một cái bùn, mà khi bùng nào mà chẳng hôi tanh mùi bùn, vâng, nhưng mà khi lúc mà nó thoát khỏi cái một bàn nước á, thì lúc đó mới nở ra. Nhưng mà cái đó là có nhiều cái biểu tượng cho cái lòng từ bi. Thì nếu mà chúng ta trong ngành về chăm sóc cho những người bệnh nhân đó, thì lòng từ bi với lại một cái bệnh viện có cái đó, là tôi thấy là đó là that's why chúng ta sử dụng cái biểu tượng hoa sen. Yeah. Vâng, vậy và để mời gọi mọi người tham gia cái buổi tiệc gây quỹ này, thì bác sĩ sẽ nói như thế nào? Well, dĩ nhiên mọi người lúc nào cũng thấy tôi bằng mặc cái đồ này 24/24, nên đây là một cái cơ hội mà chúng ta có thể dress up, mặc đồ xịn, diện lên. Thì đây, nếu thỉnh thoảng thì có cơ hội như vậy, thì tôi sẽ mời mọi người đến để coi tôi bận đồ khác. Tuxedo á bác sĩ? Có thể là tuxedo, nhưng mà chắc phải lấy sự tư vấn của anh Tâm. Anh Tâm lúc nào cũng mặc đồ rất là nice. Phải nhờ làm sao làm tóc cho đẹp. Chắc phải, anh Tâm hôm nay. Chắc phải tới Advanced Beauty College để làm tóc. Nhưng mà đó là một cái cơ hội mà chúng ta có thể tới với nhau để chơi giúp vui. Gặp nhập gỡ nhau. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nêu lên một cái điều rất là quan trọng, là đây là gây chú ý một trung tâm, một khu bệnh viện của thành phố Fountain Valley. Mà để làm chi? Là để cho giúp tạo ra một cái nơi mà để cho phục vụ cộng đồng với cái quality, cái chất lượng tốt hơn. Đến chi mục tiêu là để cho giúp cho sức khỏe, tại sức khỏe của cá nhân là sức khỏe, là sức mạnh của cộng đồng. Nên như vậy chúng ta hy vọng là sẽ gặp mọi người đến cái tham dự của cái buổi tiệc đó. Và hôm đó tôi sẽ ráng cố gắng không mặc scrub nữa, không mặc đồ đi làm nữa, mà để mặc cái gì khác một tí. Yeah. Vâng, hôm đó chúng ta sẽ gặp rất nhiều bác sĩ cộng tác với bệnh viện, cũng như ban giám đốc, các nhân viên và nhiều những nhân vật cộng đồng như là anh Tâm Nguyễn đây, những nhà hảo tâm đã đóng góp. Và Hương Thơ thấy những người hảo tâm mà họ từng là bệnh nhân của bệnh viện, rồi họ
đóng góp lại và khắc tên để tặng cho một người nào đó, thí dụ mình mẹ mình dedicate cho người mẹ của mình những cái một cái máy móc, một cái phòng ốc nào đó rất là dễ thương và ý nghĩa thưa quý vị. Vậy thưa anh Tâm, vậy làm sao cho khán giả chúng ta biết thêm về sự kiện này, họ phải đi vào những cái thông tin nào? Dạ vâng. Dạ thưa khán giả, có thể là trên màn hình là sẽ có điện thoại, website là www.memorialcare.org OCMF là viết tắt chữ Orange Coast Memorial Foundation, cũng như là sẽ có Facebook page, thì quý vị có thể tham khảo thêm trong màn hình. Vâng, cái điện thoại quý vị có thể liên lạc cho Memorial Foundation là 714-378-7397. Cái Facebook là www.facebook.com/lotusspringcelebration. Và tất cả những cái thông tin chi tiết chúng tôi sẽ trở lại trong nay mai để gửi đến quý vị, như là vé mua ở đâu và đặt như thế nào và có những gì xảy ra trong ngày đó và ca sĩ là ai. Chúng tôi đang trong cái tiến trình liên lạc ca sĩ, cũng như là sẽ có một chương trình fashion show rất là tuyệt vời và có nhiều mục tiết mục rất là vui. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái ý nghĩa cho đi. Khi mình nhận lãnh cái gì trong cái cộng đồng này thì đây là cơ hội để chúng ta trao tặng lại. Và Hương Thơ nghĩ rằng có một cái khu cấp cứu mới rộng lớn và đầy đủ tiện nghi cũng như máy móc á, thì chúng ta sẽ chữa trị và làm mang lại hạnh phúc bình yên cho rất nhiều gia đình, phải không ạ? Vâng. Hương Thơ rất là cảm ơn bác sĩ Quách Nhất Trí cũng như là anh Tâm Nguyễn đã đến với chương trình, và trong nay mai có lẽ là chúng ta sẽ gặp lại để nói thêm những chi tiết về chương trình đặc biệt vào ngày 16 tháng 5 năm nay mùa hè, với chủ đề Lotus Spring Celebration, chúng ta đón chào mùa xuân với biểu tượng đóa sen của tình yêu và lòng từ bi như bác sĩ Quách Nhất Trí vừa nói. Hương Thơ cảm một lần nữa cảm ơn và xin trở lại với chương trình Câu Chuyện Y Khoa vào lần tới. Xin kính chào quý vị.